Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 72, phẩm vào pháp giới thứ 39, phần 13. 37 dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa, phó thác thứ 7 viễn hành địa. Bấy giờ thiện tài đồng tử vào môn giải thoát Bồ Tát Diệu Âm tử tại thâm sâu, tu hành tinh tấn, đi đến chỗ dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa, thấy thân vị dạ thần ở trong lầu các chúng bảo hương thụ, làm bằng bóng đẹp, ngồi trên tòa sư tử, có 100 vạn vị dạ thần cùng nhau vây quanh. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, ở trước chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm An Đậu Đa La tam Miệu Tạng Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào đắc được nhất thiết trí, xin Ngài thủy từ vì con mà nói. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe vị chủ dạ thần thủ hộ nhất thiết thành chỉ bày cho Ngài pháp môn hành Bồ Tát đạo đó rồi, lập tức nhập vào môn giải thoát Bồ Tát Diệu Âm tự tại thâm sâu, tùy theo sự tu hành mà tinh tấn đạo nghiệp, đi đến chỗ vị dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa. Đến chỗ vị dạ thần rồi, thấy thần của vị dạ thần ở trong lầu các chúng bảo hương thụ, làm bằng báu đẹp, ngồi trên tòa sư tử, có 100 vạn vị dạ thần cùng nhau vây quanh. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, sau đó ở trước vị dạ thần chắp tay lại mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm An Đậu Đa La tam Miệu Tam Bồ Đề, mà con chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào mới đắc được nhất thiết trí, xin thiên thần Ngài thủy từ vì con mà nói đạo lý đó. Đây là viễn hành địa thứ 7, là đến phía sau công dụng trụ vô tướng, vì vượt qua thế gian đạo 2 thừa thanh văn duyên giác, tức cũng là viễn đi 2 thừa tự độ, cho nên gọi là viễn hành địa. Bồ Tát địa này đã đoạn trần gia hoặc, nhưng chưa đoạn vô minh hoặc. Quả vị A-La-Hán chỉ có xuất gia mới có thể chứng được. Các ngài tự độ chẳng độ tha, chỉ tu huệ chẳng tu phước, cho nên có lúc ôm bát không đi khất thực chẳng được thức ăn. Vì các ngài phần nhiều chẳng có phước báu, nên tướng mạo của các ngài đa số là quái lạ. Quả vị của Bồ Tát người tại gia cũng có thể chứng đắc, chỉ cần phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát đạo, tức là Bồ Tát. Tiến thêm bước nữa, có thể vô trụ làm nhà, dùng từ bi làm cha, tùy thuận làm mẹ, nhẫn nhục làm vợ, trí huệ làm con, phương tiện làm tôi tớ. Nhưng có cảnh giới này thì là Bồ Tát. Bồ Tát dùng chuỗi anh bạc trang nghiêm thân mình, biểu thị có phước báu. Tướng mạo từ tường đoan chánh trang nghiêm, cặp mắt từ bi hòa mục, dễ gần gũi, khiến cho người có cảm giác uy nghiêm khởi kính. Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, ta ở thế giới ta bà này, lúc mặt trời lặn, hoa sen khép lại, tất cả mọi người lúc không còn du ngoạn nữa, ta thấy tất cả mọi người ở trên núi, hoặc ở trên nước, hoặc ở nơi thành thị, hoặc ở nơi hoang vắng. Những nơi như vậy, đủ thứ chúng sinh đều muốn trở về chỗ ở của họ, thì ta đều bí mật hộ trì, khiến cho họ đi con đường tránh, đi về đến nơi đêm nghỉ an vui. Vị gia thần khai phù nhất thiết thụ hoa nói: Thiện nam tử, ta ở thế giới ta bà này, lúc mặt trời lặn, hoa sen khép lại, tất cả mọi người đều muốn về nhà nghỉ ngơi, không còn du ngoạn nữa. Lúc đó ta thấy tất cả mọi người, hoặc ở trên núi, hoặc ở trên nước, hoặc ở nơi thành thị, hoặc ở nơi hoang vắng. Những nơi như vậy, đủ thứ chúng sinh